bị màu xanh quá ha, đẹp á. Mệt. Mình quẹo phải cái này, mình quẹo trái trên đó mai. Dạ. Rồi đây là đỏ trên là vô á. Là vô đường bất kỳ. Nên không có nơi cái chỗ này đâu, giờ nó có tên đường đâu. Nếu mình... Đây là mấy bà đi tắm bãi biển nè, đó, những gương mặt rất là thân quen ở trên Facebook ha. Tới này vô đi Tư, Tư vô kìa Tư. Na với Khoa. Hello. Hello guys. Welcome here. Đây là cái cảnh bãi biển ở dưới Laguna Beach. Một trong những cái bãi biển đẹp ở miền Nam California mình ở quận Cam. Cái biển này nó dài cũng khoảng cỡ 3-4 mai á. Đây chỉ là một trong những cái bãi biển tại Laguna. Còn có nhiều bãi biển dọc dọc theo đằng kia nhiều lắm nha. Ở đây nó có một cái hang nhỏ phía trước nè. Phía bên này thì thấy có rong nhiều quá, mấy cái rong biển nhiều. Ngày mai em đi. Mì hả? Rồi ngon nha. Thank you. Ngày mai em đi. Đây là hai gương mặt mốc ngồi sau cái song sắt hả? Behind the bar. Sợi đá. Khá xa kia cái con kia cũng quen nè đó. Nghe hai guys. Nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi. Biển nhớ em quay về nguồn. Gọi chung dương gió ngập hồ. Bàn tay chân gió. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng. Hôn lẽ nghiêng vai gọi buồn. Nghe ngoài biển động buồn hương. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngả. Đàn lên cũng phím chờ dầu lên đây. Ngày mai em đi thôn đã rêu phong dù buồn đèn phố nghe mưa tuổi cây à không cây hả wow giấc mây luôn không cây không ngày mai đi biển có bâng khuâng gió ngày mưa tháng năm còn buồn bàn tay. Đây là cái cảnh hậu trường sân khấu sau khi tắm biển. Đang ăn cái này là bánh tráng trộn mà nãy giờ thấy nhiều quá, ăn quà chưa hết hả? Bánh mì, mì chả cá. Bánh mì chả cá chiên, wow ngon á, hấp dẫn nha. Ok.
đang busy ạ. Mọi người đang chăm chú ăn bánh mì, không có biết là đang bị quay phim. Đằng đó là gia đình bác Tám đó. Hello guys. Gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân. Bây giờ cũng 7 giờ rồi hả, hơn hả mà. 7 giờ rồi mà mặt trời vẫn phía trước mặt ra. Rồi, mặt trời chưa lặn nữa. Chói với sợ luôn á. Gọi chung dương gió ngập. Bye bye guys. Have fun ha. See you later, ok. Chương trình đi biển tới đây là hết. Hẹn gặp lại. Thành phố bên đó biển á. Bây giờ mình đang chạy đây ra 133 đi về. Nhưng ai gọi quán quỳ. Cái này em giờ đau thao là cũng này rồi đó. Mình đi ra bắt quán quỳ là hôm nay nó có cái này mình đi thẳng vô là vô 133 nè. Đây là đào thao nè, hai bên nè. Giờ mấy quán nhậu mới đầu đông người ha. Lên cũng phím chờ. Thấy nhà đi nói không? Đây hoang vu. Nhà bật rượu. Nhà đó tiền không á? Biến nhớ tên em gọi về. Ở này xung quanh toàn là núi không à? Chiều sương ướt cơn mê. Chắc là cái núi cho người ta sẽ đường ra, nó sẽ đường ra cho cái đường xe đi. Ngày mai em đi Cồn Đá rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tuôn hơn, ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển cô. Từ đây mình chạy ra ngoài kia đâu có xa lắm đâu mà lập biến cái đường kia chi tốn tiền hả mà. Ở đó tốn có mấy đồng, không mấy đồng. Tức là người ta làm cái đường đó là đường sạch á. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng nửa bóng xuân quang rực rỡ nghe trời bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vô. Theo tiếng hát của người thủy thủ lượn trên sóng vỗ về, gành đá chim bay qua lang thang cánh gió chiều, buồn trắng men sáng hôm đất trời rộng sao em không bến đâu.